xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bé Út Chibi nha. Và video ngày hôm nay xin mời các bạn cùng với chị kiểm tra đơn hàng của các bạn đã đặt ngay. Xin chào Xuân Hồng. Xuân Hồng là khách quen của shop nha, rất là quen của shop, mua rất là nhiều lần bên shop Út Chibi rồi. Đây Xuân Hồng, đơn hàng của bạn là 181.000. Xuân Hồng đặt một cái vỉ giấy xếp sao nha các bạn nha. Vỉ giấy xếp sao này thì nó có kèm tặng cho mình thêm một cái tấm hình dáng lụa nè. Đó, hình dáng lụa kim tuyến luôn các bạn nha. Đó, mẫu này là 26.000. Bữa nay lên giá nữa rồi. Và bạn đặt thêm 3 cây son nè. Đây, một cây son dưỡng này là hiệu Lip Eye ha. 45.000 và 2 cây son này nữa. Một cây là cây son đào và một cây son anime. Đó, mở ra như thế này thì son này là son sáp nè, dặn lên. Đó, dặn xuống này thế này. Vậy vậy ha. Thì 2 cây. Một cây như vậy là 40.000 nha các bạn nha. Đấy, một cây như vậy là 40.000. 2 cây. Đó. Và tặng kèm cho mình thêm là 2 cái sắp giấy nè, 2 sắp giấy nhỏ của cũng giấy xếp sao luôn. Tại vì thấy mình mua giấy xếp sao nên sắp tặng mình giấy xếp sao luôn, hy vọng mình sẽ thích nha. Đây là đơn hàng của cô Dậu ở Hà Nội. Và cô có đặt cho bé nhà mình là một xin lỗi, cái này là mình không có đặt sắp tặng cho mình ha. Đây là hình dáng thiết cơ có cây kèn nè, có cái kèn của cái con thằng lằn thè lưỡi ra đó, thổi cho nó thè lưỡi ra. Cái mẫu này là 6.000 bên shop bán ha, shop sẽ tặng cho mình cái mẫu này, hy vọng mình sẽ thích. Và đồng thời bạn có mua bên shop đặt là đây, hình dáng này là 10.000 ha, tiên cá nè, tiên cá hình chibi rất là dễ thương luôn. Đó, và mẫu này là 20.000 ha. Đây, mẫu này là 20.000. Đó, hai lớp. Rất là đẹp luôn, có những cái hình váy galaxy, váy dạ hội nè. Đó, cô tóc rất là dài, có cái giường nữa, rất là đẹp, xinh xắn, dễ thương luôn. Và mẫu này nữa, rồi cái váy galaxy các bạn nha. Đây, tiên bướm nè. Đó, những cánh bướm rất là đẹp. Và mẫu này thì là 22.000 ha, 22.000. Đây, nó cũng hai lớp luôn nha các bạn nha. Đấy, các bạn xem. Thì hàng trên video như thế nào thì sẽ về nhà mình sẽ nhận đi như vậy nha các bạn nha. Wow, có cái váy đẹp luôn nè. Thì mình nhìn trong video thì nó không có rõ, không có đẹp sắc nét bằng. Về nhà thì mình xem trực tiếp nó sẽ đẹp hơn. Đây là đơn hàng của chị Thanh Ngân ở Bình Dương. Chị Thanh Ngân cũng đặt tất cả những cái sticker như thế này nè. Đây, sticker tiên cá nè. Tiên cá nè các bạn nha, mình có mấy tiên cá rất là xinh, dễ thương. Ở đây cũng là tiên cá luôn nè ha. Đó. Tiên cá nhưng mà có đồ tiên cá nha, váy có chân rồi hết. Tiếp theo là mẫu này là 16.000. Đó. Và có cái tóc đẹp các bạn ơi, tóc là cá tính nè, dễ thương ha, váy đó. Nhìn rất là sạch sẽ luôn. Có những cái phụ kiện như là bánh kem cho mình nè ha, bánh đồ hoa nơ để cho mình làm những câu chuyện. Thì các bạn muốn tham khảo những câu chuyện, xem những câu chuyện đầy ý nghĩa này á thì các bạn vào kênh 1001 câu chuyện nha. Đó, kênh 1001 chị luôn chuyên ha là giới thiệu cho các bạn những cái sticker rất là dễ thương. Chỉ mình cái cách làm những cái câu chuyện sticker. Đó, cách tạo câu chuyện. Mẫu này là 25.000. Mẫu này cũng 25.000 luôn các bạn, hai lớp nè. Rất là đẹp luôn. Mẫu này thì 14.000, có cái hạt kim cương đính nè, rất là xinh. Tóc rất là cá tính luôn. Đó, mẫu này nè. Qua wow, tương đối mà các bạn, có cái nón rất là đẹp. Mẫu này thì là 20.000 ha. Qua wow, rất là đẹp, sở. Và đồng thời ha, tặng cho mình một cuốn sổ về những câu chuyện ha, đọc những câu chuyện này nè, để mình tạo sáng tạo ra ha, mình làm những câu chuyện tích cơ. Đây, hoàng hậu mới các bạn ha. Đó, nó có những câu chuyện để mình làm những câu chuyện tích cơ giống như chị làm 1001 câu chuyện đó. Chị cũng dựa những cuốn sách này nè. Đó, nó có những câu chuyện nè, mẹ kế của Bạch Tiếp là người có sắc đẹp tuyệt trần nhưng bà ta rất ích kỷ đó. Đây là hoàng hậu mới ha. Nó làm cũng giống như là công chúa Bạch Tiết của bảy chú lồng á. Đây là những câu chuyện nè, các bạn thấy không? Đây là cuốn sổ này là chị đã chơi nè, dán những cái áo quần áo này lên rồi. Thì giờ tặng cho mình để mình làm những câu chuyện như thế này. Đó, mình làm những câu chuyện này, đó, mình dựa theo là đọc truyện như này, như một cuốn sách truyện nha các bạn nha. Đó, rất là đẹp, hy vọng mình sẽ thích ha. Đó, rất là đẹp luôn nè. Tặng cho mình. Đó. Đây là đơn hàng của Nguyễn Thị Minh Hằng ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây Minh Hằng có đặt nè, giày nè, một bịch giày của búp bê. Qua wow, có giày giọt nước nha các bạn nha. Đó, giày hai tầng. Quá là đẹp xuất sắc luôn. Nào các bạn xem kỹ nha một cái. Mẫu này thì một bịch như vậy là nó có hai đôi nha các bạn. Đó, hai đôi. Một bịch hai đôi giá chỉ 5.000 thôi nha. Đó, đôi giày giọt nước nè. Giày nữa, kiếm này rất là đẹp luôn nha. Tiếp theo là bạn đặt một bịch phụ kiện cho búp bê thì lại sắp lấy cho mình giỏ sách nè, cái giỏ sách màu hồng có thêm một cái cài nữa, cái cài bướm nè. Rất là xinh xắn dễ thương luôn. Bịch này thì 5.000 một bịch. Tiếp theo là có thêm một bịch phụ kiện nữa. Bịch phụ kiện này thì nó có nè, vòng cổ nè, này nó ngược lên nè. Có thêm cái lắc tay nữa nè. Vòng cổ lắc tay nha, cũng 5.000 một bịch luôn. Thêm một cái hình dáng nè, sticker nè, cũng 5.000. Đó, những cái xinh xắn dễ thương. Rồi có trái tương ớt nữa. Nè, còn đặt thêm một cái váy nè, cái váy cũng mở ra. Đó, khá là quan tâm các bạn xem trực tiếp luôn. Đó, cái váy này là váy cô dâu dạ hội nè. Mẫu này là 16.000, nó kèm ra. Đó. Đính ba cái nơ bông hồng rất là đẹp luôn. Đó, vai ha, một vai. Đó. Cái này vai một vai để cho từng lớp xuống nè, đầm ở bên trong. Đó, nó có hai lớp luôn các bạn ha, một cái lớp ren, một cái lớp vải bên trong. Mẫu này là 16.000 ha. Đó, 16.000. Đây, và tặng cho mình thêm một hai cái váy đơn giản cho búp bê nè. Đó, một cái, hai cái. Đơn giản nhưng mà nó rất là đẹp nha. Mẫu này thì bên shop bán cho mình là 3.000 một cái. Nhưng mà cái này đơn hàng là mỗi đơn hàng đều có những cái món quà ngẫu nhiên nhỏ nhỏ nên shop tặng cho mình hai cái váy luôn ha. Đây hai cái váy đơn giản này. Nhưng mà các bạn mua thì là 3.000 một cái các bạn nha.
Ngoài ra shop còn bán đầy đủ các loại búp bê lớn nhỏ, trang phục phụ kiện, trang sức và đồ dùng cho búp bê. Có cả những đạn búp bê giấy, trang điểm búp bê, tô màu búp bê, tô màu nổi, tranh cào thang. Song song đó, các sản phẩm đồ dùng học tập của shop FGB cũng rất là đa dạng và được rất nhiều bạn tin tưởng. Kèm theo đó còn có những loại bánh kẹo rất là hot hiện nay cũng được shop bán. Mặt khác, để phục vụ nhu cầu làm đẹp của bạn, shop cũng có bán những cái phụ kiện thời trang, lắc tay, kẹp tóc, mỹ phẩm, móng tay, bông tay, cột tóc, vân vân. Và dĩ nhiên không thể thiếu những cái ba lô đi học xinh xắn, ba lô thời trang đi chơi dạo phố, túi đeo chéo các kiểu, băng đô, quần áo, thú nhồi bông. Và có cả những đồ dùng cho các bạn trai như là siêu nhân, khủng long, Rubik, bít tông, xe, rồi các dụng cụ âm nhạc, game, xe kệ siêu thị cho các bạn nhỏ. Tất nhiên là cũng có những bạn Lego, Slam May, Galaxy, Slam Trong, Slumber, các kiểu giá rẻ. Wow, ngoài ra còn có cả một cái kệ đồ dành cho các idol Hàn Quốc, idol Việt Nam của chúng ta, cũng như những cái móc khóa rất là xinh xắn như thế này. Các bạn ơi, hãy nhanh tay đến với shop FGB chọn lựa những món đồ yêu quý, xinh đẹp để có chung một giá ship duy nhất nha. Giá ship chỉ từ 30 cho đến 35 ngàn đồng, một giá ship duy nhất, dù các bạn mua nhiều hay mua ít. Và thật tuyệt vời, nếu như các bạn mua từ 800 ngàn trở lên thì được miễn phí ship luôn. Wow, các bạn thấy đó, hàng trong shop FGB lúc nào cũng đầy ắp hết, chờ đón các bạn đặt hàng. Và hãy nhớ, nếu như muốn đặt hàng hãy gọi 0937 899 707 để đặt hàng. Đừng quên là xin phép ba mẹ nha. Và shop còn có Zalo, Facebook, Bé Út GB 0937 899 707, luôn cập nhật những sản phẩm đơn giá cho các bạn dễ chọn lựa. Và video đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Chúc các bạn xem video vui, chọn lựa được những sản phẩm ưng ý, giá ship rẻ, giá ship duy nhất, không cần đắn đo về giá ship. Còn là địa điểm bán hàng uy tín, chất lượng suốt nhiều năm với phương châm phục vụ hết mình, tận tình. Còn bây giờ chắc là phải bye bye rồi. Hẹn gặp lại ở video sau. Đừng quên bấm like và thả tim ra đăng ký thành viên kênh Bé Út GB để theo dõi những sản phẩm, những đơn hàng mới nhất nha. Chúc các bạn lúc nào cũng vui tươi, yêu các bạn rất nhiều.